Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. EU quan ngại Việt Nam vi phạm nhân quyền trong khi vẫn tiếp tục hợp tác. Ngày 5 tháng 7, VOA tiếng Việt cho hay, EU quan ngại Việt Nam bắt giữ và kết án người bảo vệ nhân quyền. Theo đó, Liên minh châu Âu nói, họ quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và những nhà vận động môi trường của Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền của Việt Nam trong khi phải tiếp tục hợp tác với các quan chức Việt Nam. Trước đó, VOA cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời kêu gọi ngay trước khi EU và Việt Nam tổ chức đối thoại nhân quyền ngày 4 tháng 7 tại Bỉ, thúc giục EU cân nhắc lại cuộc đối thoại và áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn để đối phó với tình trạng đàn áp ngày một gia tăng của chính quyền Hà Nội. Sau đó, một tổ chức nhân quyền quốc tế khác, Article 19, cùng một số tổ chức và xã hội dân sự ngày 4 tháng 7 đưa ra lời kêu gọi đối với EU để thúc giục chính quyền Việt Nam bãi bỏ các luật lệ và quy định mang tính đàn áp cũng như việc truy tố và quấy rối các nhà báo, nhà hoạt động và những người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn bức thư chung do Article 19 công bố. Tám tổ chức và cá nhân nêu quan ngại rằng Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền con người và vi phạm các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế. Cả tổ chức theo dõi nhân quyền Article 19 cùng các tổ chức xã hội dân sự đều kêu gọi EU gây áp lực lên chính phủ Hà Nội để lật ngược các bản án hình sự đối với những nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như chấm dứt mọi hành vi nhằm đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. VOA dẫn lời người phát ngôn của EU nói qua email rằng Chúng tôi chia sẻ những quan ngại của xã hội dân sự về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là các vụ bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và nhà vận động môi trường vì cáo buộc tội chống nhà nước hoặc trốn thuế. EU liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhân quyền ở Việt Nam và làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình, người phát ngôn của EU cho biết và nói rằng EU cũng đang hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ ở địa phương thông qua các chương trình hợp tác, phát triển để thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là hình một số nhà báo đang bị giam giữ. VOA đề cập đến báo cáo các chỉ số nhân quyền năm 2024 của Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền, gần đây đưa ra đánh giá rằng người dân Việt Nam không an toàn trước nhà nước, trong khi các quyền tự do dân sự và chính trị đang ngày càng xấu đi. Trong lời kêu gọi đưa ra ngày 3 tháng 7, theo dõi nhân quyền nói rằng, một số vi phạm chính của chính quyền Việt Nam có liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam và kêu gọi Liên minh châu Âu cân nhắc các công cụ hữu hiệu hơn như trừng phạt các lãnh đạo nhà nước để buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống. Trong khi đó, 8 tổ chức nhân quyền và dân sự trong bức thư chung đưa ra ngày 4 tháng 7 kêu gọi EU tiếp tục hỗ trợ các tổ chức dân sự tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các công ty công nghệ hoạt động tại đây áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ quyền tự do biểu đạt, bất chấp những lo ngại người phát ngôn của EU nói rằng, "Chúng tôi tin rằng EU phải tiếp tục hợp tác với chính quyền Việt Nam và trên thực địa, cơ hội sẵn có tiếp theo là đối thoại nhân quyền." VOA cho biết thêm, cả EU và Việt Nam đều chưa công bố thông tin về kết quả hay chi tiết của các cuộc thảo luận tại đối thoại nhân quyền ngày 4 tháng 7. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin EU quan ngại Việt Nam vi phạm nhân quyền trong khi vẫn tiếp tục hợp tác. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chính quyền phạt hai người vì nói tảng đá giống hình dạng sư Minh Tuệ. Ngày 5 tháng 7, AFI Tiếng Việt loan tình, An Giang phạt hình chính, hai người đăng tin về tảng đá giống sư Thích Minh Tuệ. AFI dẫn tin từ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tỉnh An Giang vào chiều ngày 4 tháng 7 cho biết đã phối hợp với thanh tra sở thông tin truyền thông tỉnh này làm việc và quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với hai người dân theo cáo buộc đăng thông tin không đúng về tảng đá có hình dạng như sư thích minh tuệ. Cơ quan này cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, họ phát hiện hai tài khoản mạng xã hội YouTube của ông Tê sinh năm 1992 ngụ tại tỉnh Kiên Giang và ông H sinh năm 1984 ngụ tại tỉnh An Giang đã đăng những video về việc xuất hiện tảng đá có hình người giống hiện thân của sư thích minh tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, cơ quan chức năng cho rằng đó là hành vi vi phạm khoảng 1 điều 101 Nghị định số 15 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho rằng hai người mới vi phạm lần đầu thành khẩn khai báo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng. AFA cho biết thêm, nhiều người tại Việt Nam tiếp tục quan tâm đến trường hợp sư Thích Minh Tuệ đột nhiên mất tích, đã hai lần mà theo truyền thông nhà nước là tự nguyện ẩn tù. Theo đó, ngày 1 tháng 7, một người em trai của sư Thích Minh Tuệ đã thay mặt cha mẹ gửi đơn trình báo đến công an tỉnh Gia Lai nhờ tìm kiếm tung tích của vị khất sĩ này sau gần 20 ngày mất tích. Nội dung bức thư trình báo được công khai nêu rõ. Sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ nên gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang lo lắng. AFA nhắc lại, sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn hơn 70 khất sĩ mất tích lần thứ nhất hồi rạng sáng ngày 3 tháng 6 khi các vị bộ hành từ bắc vào nam khi nghỉ chân tại xã Hương Thọ, thành phố Huế và bị công an bố ráp. Và đây là hình tăng đoàn sư Thích Minh Tuệ khi chưa bị giải tán liên quan đến sự mất tích của sư thích minh tuệ ngày 2 tháng 7, AFA cho hay dân biểu California cần phóng thích sư thích minh tuệ nếu ông đang bị giam giữ bất công. Đây là lời kêu gọi của dân biểu gốc Việt tại Đức Trí gửi cho đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper bày tỏ sự quan ngại và đề nghị quan tâm đến vị tu hành theo 13 hạnh đầu đà của Phật giáo này. AFA cũng cho biết trước đó vào ngày 4 tháng 6, Vị dân biểu này cũng đã gửi thư cho Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ liên quan những lo ngại về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Sau khi đoàn của Sư Thích Minh Tuệ và hơn 70 khắc sĩ bị công an bố ráp trong đêm và đưa về các địa phương, ông Trí tỏ ra không tin tưởng vào khả năng các quan chức chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những tuyên bố trung thực về tình trạng của Sư Minh Tuệ hoặc việc ông ấy đồng ý không xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, AFA cũng nhận định của một cư sĩ Phật giáo ở Sài Gòn cho rằng cách làm của chính quyền không minh bạch và hợp pháp, ông nói. Vì thầy Thích Minh Tuệ đã có căn cứ công dân, chính quyền địa phương phải đảm bảo cho thầy tất cả các quyền công dân ghi trong hiến pháp. Còn không thì đừng có ép phải làm từ ban đầu. Cũng theo ông này, các vị đồng tu 13 hạnh đầu đà theo gương của sư Minh Tuệ cũng đã làm căn cước công dân và công an các tỉnh thành nên để cho họ được tự do tu tập, chứ không phải cứ liên tục sách nhiễu hay gây khó dễ như hiện nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền phạt hai người vì nói tảng đá giống hình dạng sư minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.